Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc Chiếc Nhẫn Đi Lạc từ tác giả Sarasa. Chương 40. Lo cho xong mấy cái vụ sòng bạc đi, tôi sẽ coi lại vụ này, làm không xong thì đem ra xử một lượt. Dạ, nhưng mà còn ý kiến gì? Vũ Phong gằn giọng. Dạ không, anh đi qua tình quay qua tình Lý, Từ Hùng rồi Dục, gọi tụi nó lấy xe, còn hai tên này nhốt lại trước. Dạ. Sơn quảng hồn khi nghe bị nhốt lại, nhưng Tùng chỉ nhìn Vũ Phong lúc này mà chẳng buồn nghe Từ Hùng nói gì. Anh đang xăm xăm bước về cậu, đôi mắt anh không biết đang giận hay đang tức nữa. Nhìn Tùng chỉ còn nửa cái tròng đen, anh lạnh lùng phán, còn không đi. Tùng ngạc nhiên không nhiều bằng thằng Sơn và cái đám đệ tử của anh, chúng như đứng chết chân tại chỗ. Tùng được tha bổng. Ba cái sòng bạc của ông chủ lớn thì chỉ một câu nói là xong xuôi hả? Chúng cứ tưởng kỳ này Tùng phải bị chặt từng khúc mới hết chuyện chứ chẳng chơi. Tùng vội kéo thằng Sơn theo sau anh, cậu thiệt chẳng muốn ở lại thêm nơi này một giây nào nữa, căng thẳng chết đi được. Nhưng theo anh về thì chắc là ở đây sướng hơn, sẽ trả lời anh thế nào đây? Nhưng Tùng vẫn bước theo Vũ Phong, chẳng biết sao cậu cứ nghe lời con người này răm rắp không biết nữa hả? Ra đến xe, Vũ Phong thản nhiên ngồi vào xe, vẫn cửa mở chờ đợi. Tùng bước lại cửa xe, khẽ cúi đầu. Em đưa thằng em về phòng trọ rồi về liền. Vũ Phong khẽ liếc nhìn cậu qua cái lớp kính đen, đoạn anh nói, cho cậu một cơ hội cuối, trước khi mặt trời mọc cậu không có mặt ở nhà thì đừng về nữa. Em biết rồi, chắc chắn không dám trễ đâu, chắc chắn. Xe chạy mất, bỏ hai anh em cậu đứng chơi dơ giữa đêm khuya. Cậu biết cậu có chuyện cần giải thích với Sơn trước rồi với anh sao? Chắc cậu sẽ khô cả nước miếng đây. Trời chưa sáng, Tùng đã về tới cửa. Lời của Vũ Không không phải là gió thoảng qua tai. Không về đúng giờ thì Tùng chỉ có thể nhăn mặt đi diễn tả cái hậu quả của việc trái lời anh. Bước vào nhà, Tùng chưa từng về nhà với tâm trạng kỳ quái như vậy. Lỗi của cậu mà cũng không phải lỗi của cậu nữa, nhưng cậu cứ có cảm giác mình mắc nợ. Ha, ba cái sòng bài, một tài sản quá lớn mà. Cậu đang cố tưởng tượng thử xem bây giờ Vũ Phong sẽ gặp cậu với tâm trạng thế nào. Cái thái độ của anh lúc ở xe thật kinh khủng, vào nhà rồi không biết có bị xé ra từng mảnh hay không nữa. Tự nhiên cậu cảm thấy chùng chân. Vũ Phong về đến nhà đã quá nửa đêm rồi. Trận đấu hôm nay kết thúc sớm hơn dự định quá nhiều. Anh ra phòng khách nhỏ ngoài hành lang, thuốc được đốt liên tục. Vũ Phong biết mình đang ở trong giai đoạn khó khăn công việc, gia đình rồi cánh thằng nhóc thua anh ngót 10 tuổi có là anh phải để mắt tới lui. Vũ Phong không suy nghĩ mấy chuyện thua mấy sòng bài, anh đã tính được mọi thứ trước khi bắt đầu cuộc chơi. Mọi chuyện vẫn đang diễn biến trong tầm kiểm soát của anh, ngoại trừ cái thằng nhóc đó, anh chẳng hiểu sao nó cứ chạy ra ngoài quỹ đạo tính toán của anh. Anh ngán ngẩm mồi một điếu thuốc mới. Ba cái sòng bài anh thua nó nằm trong hệ thống khách sạn của gia đình, từ ngày được giao quản lý chúng. Anh đã cho hình thành sòng bạc ở trong khách sạn. Hệ thống này được ngoại trừ anh và những người tâm phúc biết, ngoài ra những người khác ít người biết. Những khách đến trọ tại khách sạn được chào mời tham gia giải trí hoặc đến để đánh bạc thì trọ lại khách sạn, lợi cả đôi đường. Vũ Phong kinh doanh ngầm nên những khách tới chơi cũng rất kín miệng để tránh tội đánh bạc trái phép. Và những năm qua anh thu được món lợi khổng lồ gấp mấy lần loại hình kinh doanh khách sạn. Dĩ nhiên món lợi đó nằm trong túi riêng của anh. Anh không phải xã hội đen, anh tổ chức các sòng bạc, những cuộc đấu võ đài cho dân dư tiền cá độ. Anh khôn ngoan ở chỗ đặt ra rất nhiều dịch vụ, phục vụ họ rất chu đáo, họ rất được xem trọng khi đến chơi ở những chỗ của anh. Nhìn cách sắp xếp các ghế cũng thấy rõ được sự phân biệt về quyền lực và tiền bạc của người ngồi lên, cho nên anh rất ăn nên làm ra. Lương thưởng cho đàn em cũng rất hậu hĩnh. Bị đuổi khỏi chỗ của anh là một điều vô cùng tiếc nuối. Anh cho họ cái họ cần và đáp lại họ phục vụ anh y như ý anh muốn. Còn những phần khó nhai như bảo vệ sòng bạc hay quyết định những tên quấy phá, anh thuê xã hội đen thực sự bảo kê. Nhưng nay cha anh trao quyền về cho Minh Hàng, cùng một lúc là thách thức cá cược quyền lợi của sòng bạc của năm xung cũng tới. Vũ Phong quyết một gián, anh mang những sòng bạc ở những khách sạn sẽ đưa về cho Minh Hàng quản lý ra cá với năm xung. Thua thì anh cũng chẳng thiệt, và anh chắc chắn một điều là Minh Hàng khi tiếp quản sẽ chẳng thể để những trong sòng bài đó tồn tại. Những sòng bạc trước sau gì cũng phải đóng cửa. Lợi dụng thông tin đội giám đốc chưa rò rỉ ra ngoài, anh đem chúng ra cá cược. Thắng anh có thể huê lợi từ các sòng bạc của năm xung, thua anh chẳng mất gì cả. Nhưng anh không nghĩ mình thua,
Nhìn thành tích của võ sĩ mà Tư Hùng đưa, anh đã nghĩ chắc chắn kỳ này anh thắng. Tư Hùng rất có uy tín trong việc chọn người ở các trận đấu, có ai mà ngờ, đúng là mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh ngoại trừ Vũ Phong. Chỉ biết lắc đầu. Vũ Phong vùi đứa thuốc cháy hết, anh ngã người dài trên chiếc ghế. Đáng ra nếu là một võ sĩ nào đó để thua anh sẽ rất cay cú. Nhưng chuyện bây giờ anh bận tâm là chuyện khác. Anh đang muốn biết tại sao sau cái đêm anh ôm ấp cậu cuồng nhiệt và anh thật thỏa mãn đó, anh đã nhớ cậu. Anh vẫn nghĩ có lẽ do tình dục thỏa mãn nên anh thèm khát cậu. Ở cái nghĩa nhu cầu về thể xác, anh đã đưa ra món lợi tiền bạc để mua cái thể xác đó ở bên mình. Nhưng sau chuyện cậu xuất hiện bất ngờ ở võ đài khiến anh thua xỉn nỉn, anh phát hiện ra chuyện khác. Anh phát hiện ra mình chẳng tức giận gì về chuyện đó, thậm chí còn quên mất mục đích trận đấu. Cả đối thủ, cả khách tới xem mà chỉ chăm chăm về việc cậu có nhận ra anh hay không và anh hài lòng thế nào khi mà cậu đã thể hiện sự ngạc nhiên của mình tốt hết quá tưởng tượng của anh. Và quan trọng là anh còn cảm thấy bực mình khi Tư Hùng đánh cậu. Anh còn nhớ rõ những lần anh phạt cậu á, dù có đổ máu, anh cũng chưa từng đau lòng, chưa từng xót xa. Vậy mà anh đã phải kiềm chế để giữ cho khuôn mặt anh không thể hiện một cảm xúc lúc nào lúc đó cả. Anh đã cảm thấy rất khó chịu khi cậu không lên xe thôi anh về ngay. Anh chẳng thể ngủ được, anh chỉ muốn cắn xé cái thân thể đó ngay bây giờ. Nhưng còn một câu hỏi nữa anh cũng cần phải hỏi cậu, đó là câu hỏi lớn. Anh muốn biết con cọp con đó, cái đóng giả con mèo hiền lành nằm cạnh anh để làm gì, mục đích gì. Nhưng bây giờ mục đích anh chẳng cần biết nữa. Anh chỉ biết lúc này chắc chắn anh sẽ bắt được cậu. Mà điều anh muốn á, anh chắc chắn làm được. Cậu đừng hòng rời khỏi anh cho đến khi nào anh muốn điều đó. Em về rồi, Tùng lúng túng lên tiếng. Vũ Phong chỉ ghế đối diện, ý bảo cậu ngồi, mặt anh lạnh tanh. Em xin lỗi. Lỗi gì? Tôi hỏi em á, em nhận ra mình phạm lỗi gì? Làm anh thua, Tùng ngập ngừng. Rồi gì nữa? Ra ngoài đánh võ đài, cậu nói mà hơi sắp hụt mất khi nhìn khuôn mặt anh không thể hiện chút thần sắc nào. Gì nữa? Tiếng nói sao mà càng ngày càng lạnh vậy? Tùng nghĩ. Còn nữa sao? Tùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn chẻ cậu làm hai đó nữa. Còn tội dối trá, tôi không nhớ không lầm là tôi thuê toàn bộ em, chưa kể mua toàn bộ rồi chứ, trốn ra ngoài làm thêm. Em cũng to gan thật. Đâu có em. Cậu cứ cúi mặt tránh ánh mắt của Vũ Phong. Sao rồi? Cái khí thế hùng hổ Đà Lạt đâu? Còn dám đánh cả tôi nữa chứ. Tôi cũng chưa nghe cái lời giải thích nào cho việc đó cả. Thấy em đủ lông đủ cánh rồi thì muốn gây chuyện để ra đi. Không phải mà, Tùng lật đật thanh minh. Mà cậu tái xanh. Hôm đó vì em uống hơi quá chén, em không kiểm soát được mình, em không định làm như vậy đâu. Người say thường hay nói thật những điều giấu giếm trong lòng mà lúc bình thường không nói được. Cậu có thể hiểu theo nghĩa đó không? Hôm đó hình như em không thích tôi kiểm soát giờ giấc, việc làm của em thì phải. Không có, làm gì có. Tùng khổ sở thanh minh. Anh nói sao em vẫn nghe vậy mà, chỉ vì hôm đó em uống say quá. Tạm chấp nhận. Vũ Phong nhìn khuôn mặt thở ra của Tùng mà cố nén sự khoái chí trong lòng khi hành được cậu. Còn chuyện trốn ra ngoài làm thêm á, có phải công ty nợ lương em không chịu trả tiền nên phải ra ngoài làm kiếm tiền thêm không? Không không, em lãnh đủ mà, chỉ là... Tùng nghĩ, không lẽ giờ lại tiếp tục cái điệp khúc cha bệnh nhà hết tiền đông gạo rồi lại bị chủ nợ rượt. Mà sao cậu chạy vòng vòng một lát, ông chủ của cậu cũng là anh. Em... Mà cậu càng nhăn nhó khổ sở tận. Vũ Phong thừa biết cậu vì sao có mặt ở võ đài. Chỉ cần vài phút á, anh đã được tường trình trọn vẹn. Nhưng bây giờ anh thích như vậy á, thích tra cậu từng câu một á, chỉ để có một thú vui á, là nhìn mặt cậu đỏ lên. Lúng túng, kìm lo lắng. Trời đất không hiểu sao anh lại thích nhìn cậu như vậy. Mà mục đích chính chưa xong thì anh còn chưa thôi khủng bố cậu. Em mãi là thế nào? Anh gắt hay tôi phải mạnh tay hơn nữa? Thằng nhóc đi cùng là em trai em phải không? Chưa đầy 3 giây, Tùng đã sắp tới cạnh Vũ Phong. Ngày hôm nay cậu biết tại sao Vũ Phong cư xử thô bạo và có mùi xã hội đen với cậu. Anh đâu phải chỉ đơn giản là một công dân lương thiện chỉ kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Phạm pháp chắc chắn có phần anh. Và những gì anh đe dọa cậu từ ngày cậu gặp anh tới nay chạy qua đầu cậu với tốc độ tên lửa, nhà tù, tên đao phủ của cậu, đám đầu gấu. Anh Phong, tự nhiên cậu gọi anh y như cái đám Tư Hùng gọi làm anh nhột ngạt. Anh không thích cậu gọi như vậy. Tôi không muốn nghe cậu gọi tôi như cậu vừa gọi. Cậu không phải gọi bọn đàn em tôi. Cậu không phải bọn đàn em tôi. Tôi không muốn có đàn em không biết vâng lời. Ông chủ làm ơn, Tùng cố này nỉ. Từ bây giờ, cậu không còn là nhân viên của công ty nữa. Tôi chính thức sa thải cậu. Tôi không thích có nhân viên không thành thật.
Đừng mà, làm ơn em giải thích đi, đừng sa thải em cầu xin anh mà. Mặt Tùng vô cùng khẩn khoản đến phát tội. Chẳng phải cậu có nhiều chỗ muốn mời lắm sao, năn nỉ tôi làm gì? Em không định đi đâu cả, em bỏ mấy tờ danh thiếp đó hết rồi. Tùng khẳng định, cậu sợ thực sự khi nghe anh định sa thải cậu. Vũ Phong cười thì thầm trong bụng. Một việc anh đã hoàn thành, cậu vừa mở miệng khẳng định không đi. Nhưng Tùng thì khác, cậu đánh lô tô trong bụng, sống chết gì á, cũng phải năn nỉ anh cho bằng được. Cậu đã có kinh nghiệm năn nỉ anh nhiều lần rồi, chỉ cần dâng lời, chỉ cần xuống nước và dai một chút là được. Bị đuổi ngay bây giờ thì chỉ có chết. Cậu biết tôi Vũ Phong nói rằng có nhiều chỗ mời, nhưng khi cậu đến họ sẽ chẳng nhận đâu, vì chắc chắn là sẽ có bàn tay của anh can thiệp. Họ sẽ chẳng vì một đầu bếp nhỏ bé như cậu mà mít lòng với anh. Mà không có việc làm thì cậu chết chắc. Chưa kể một đống nợ cậu còn nợ anh mà. Bị đuổi đồng nghĩa là với việc phải thanh toán nợ. Còn không thanh toán chắc chắn chẳng yên. Ôi tiền cỡ nào á thì cậu cũng sẽ phải năn nỉ anh cho bằng được mà. Anh xin đừng tuyệt đường như vậy mà. Lỗi em chịu phạt. Đừng đuổi em. Tiếng Anh nghe xong mà nát lòng. Vũ Phong nghĩ vậy. Giá Tùng chỉ biết á, cần gọi một tiếng thôi. Anh ngọt ngào là xong thì cậu chẳng mặt mày thiểu não như bây giờ. Nhưng Vũ Phong mà để cho cậu đọc được những gì anh nghĩ thì còn gì là Vũ Phong nữa. Tôi biết làm gì với em bây giờ. Phạt à? Em cũng đâu có sợ đâu. Cấm cản em à? Em cũng trái lời. Không có đâu. Sao em dám cãi lại anh chứ hả? Anh là ông chủ mà. Em chỉ là tên đầu bếp quèn được anh nâng đỡ thôi. Sao em dám trái với anh chứ hả? Phạt em. Thêm bị đuổi việc cũng không sao. Vũ Phong đổi thái độ. Tùng nuốt nước miếng, đánh ực một cái khi nghe câu phạt thêm bị đuổi việc. Cậu đâu phải chưa từng nếm hình phạt của anh. Vậy còn chuyện em dám đánh ông chủ của em thì sao? Em có biết sợ gì tôi đâu? Sợ chứ, xin anh bỏ qua cho em đi mà. Nói gì á, em nghe đó, đừng đuổi việc em. Nói gì nghe đó à? Nhưng tôi nhớ tôi bảo em ở lại cạnh tôi sẽ chu cấp cho em. Tôi không nhớ là có ai nghe lời đâu. Có mà, tại em chưa kịp nói thôi. Có sao? Có... kèm thêm mấy cái gật gật đầu dễ khẳng định nữa. Lần này thì Tùng đúng là nói dối có bồi mỡ mà. Còn chuyện á, mấy cái sòng bạc, em có biết là lượng tài sản nó lớn thế nào không? Cộng lương cả đời em cũng chẳng trả nổi đâu. Vũ Phong ra vẻ tức giận, rất tức giận. Nếu vậy em biết làm sao bây giờ? Tùng nói như sắp khóc tới nơi. Tùng khổ sở chết đi được. Vũ Phong ngày càng bắt bí cậu. Mặt anh thì có đăm đăm làm cậu cũng biết đâu mà lần nữa. Tùng cứ sử dụng chiêu á, đã từng năn nỉ được anh là cứ nắm chắc tay anh. Hễ anh chưa buông tay là cậu còn năn nỉ được. Vũ Phong không muốn kết tội cậu nhưng không muốn bắt nạt cậu, anh không chịu được. Dù gì trong lòng anh á cũng còn nhiều lớn cấn. Anh cũng đang thắc mắc với lòng á, cậu giữ địa vị gì trong trái tim của anh, trong đầu anh, chỉ là món đồ chơi mà anh đang thích hay là món đồ mà anh không thể thiếu. Cậu hôi quá đi, Vũ Phong chợt nói. Thì em chưa tắm mà. Tùng kéo áo ngửi rồi trả lời. Đi tắm đi, đừng nói chuyện với tôi mà cái mùi đó. Vũ Phong xua tay. Nhưng còn chuyện tôi mệt, tôi chưa muốn suy nghĩ xem sẽ phạt cậu như thế nào cho đáng đây. Tôi cần nghỉ ngơi. Thực ra thì Vũ Phong muốn đuổi Tùng ra chỗ khác thì đúng hơn. Anh đang kiềm chế việc muốn xé cái thân thể kia dưới ham muốn của anh. Nhưng như vậy thì không vui. Lúc đó cậu sẽ biết cậu bắt đầu có quyền lực với anh. Anh không muốn như vậy. Anh muốn cậu tuyệt đối dâng lời, tuyệt đối trung thành mà. Tùng lại khác. Cậu vừa tắm rửa xong thì nhấp nha nhấp nhởm không yên. Làm sao mà yên được? Cậu đã biết ông chủ cậu muốn gì. Nếu cậu biết thì chắc cậu chẳng căng thẳng như vậy mà sẽ ngay lập tức leo lên giường đánh một giấc cho sướng. Nhấp nhởm trong phòng chán, cậu đánh bạo tới gõ cửa phòng anh. Bất quá bị đập một trận rồi thì an tâm, còn hơn là cứ thấp thỏm thế mãi. Vào đi. Giọng anh tỏ ra khá bực bội, nhìn như không cần hỏi cũng vừa sức biết ai gõ cửa. Anh. Chuyện gì nữa? Vũ Phong hớp hết ngụm rượu cuối trong ly, quay nhìn cậu, hỏi giọng có chịu gì bị làm phiền, hay đang cố tình ra vẻ bị làm phiền thì đúng hơn. Anh có mệt không? Đem đấm bóp cho. Tùng chẳng biết sao lại trớ qua chuyện khác. Vũ Phong suy nghĩ vài giây rồi thì gật đầu. Tùng hơi an tâm một chút, không có vẻ anh sẽ đuổi việc cậu hay gọi cái tên đau phủ đến xử cậu. Làm tốt một chút không chừng dễ năn nỉ hơn. Vũ Phong đến nằm dài trên giường. Bộ pyjama màu cho chưa cài hết túc áo trễ sang một bên làm xuống con mắt cậu. Tùng ngồi lên giường bên cạnh anh, tay bắt đầu xoa nhẹ vùng đầu, hai bên thái dương rồi xuống cổ. Khi anh bắt đầu thư giãn theo nhịp xoa của anh còn mạnh tay hơn, bắt đầu xuống vùng cổ,
rồi hai vai. Bố Phong Xây úp người, đưa lưng cho cậu xoa bóp chiếc áo anh mặc làm cậu bị dướng. Em cởi áo cho anh được không? Vũ Phong ậm ừ, giọng đã lười biếng. Tùng luồn tay lần những chiếc nút còn cài, cậu run. Cậu chưa từng cởi áo anh, nó làm sao đó, động tác này cứ kích thích cậu mãnh liệt. Người anh thì gần đến vậy, anh thì cứ nằm ì ra như vậy á, cứ như bày sẵn chờ cậu, quyến rũ cậu. Vũ Phong không phải không biết tay cậu đang run đâu, chỉ chạm vào anh bấy nhiêu cậu đã như vậy rồi sao? Anh có chuyện để chơi rồi. Khuôn mặt đang úp xuống gối nở một nụ cười nham hiểm. Anh muốn phạt cậu, không thì anh không thỏa lòng mà, còn phạt kiểu gì á? Và bây giờ anh vừa mới nghĩ ra. Tùng kéo chiếc áo ngủ anh xuống, không biết vô tình hay cố ý, bàn tay cậu miết nhẹ trên da anh, mắt rưỡi chắc chắn nó như hút chặt bàn tay cậu vào đó. Tùng sốc quên mất mình đang phải làm gì thì giọng anh đanh thép của Vũ Phong làm cậu bật đứng dậy rời khỏi giường. Cậu định dùng thân xác quyến rũ tôi hả, để xin tội đó hả? Không, Tùng lắp bắp, mặt đỏ như trái cà vì ngượng, vì xấu hổ khi nghe anh kết tội hành động vừa rồi của cậu. Không, cậu nghĩ tôi tin sao? Vũ Phong ngồi dậy, khoác lại chiếc áo, từ từ anh tiến tới phía cậu. Anh bước một bước, cậu lùi một bước, cuối cùng cậu bị anh ép sát vào tường. Vũ Phong đưa tay lên và cậu hoảng hồn đỡ. Muốn hành hung tôi lần nữa hả? Vũ Phong hỏi. Tùng nhìn lên, anh không đánh cậu, anh chỉ áp tay lên bức tường phía sau cậu, ép cậu chặt vào nó hơn. Vũ Phong áp đầu cậu bằng lời nói, bằng khí thế của anh. Nếu cậu thích va chạm với tôi như vậy, hãy để tôi cho cậu một cơ hội chuộc lỗi nhé. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 40 của truyện đọc Chiếc Nhẫn Đi Lạc từ tác giả Sarasa. Đến đây, Trà Phát Anh Khoa xin được phép nói lời tạm biệt cũng như hẹn gặp lại quý khán thính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau. Thân ái chào tạm biệt.